Có cái quan trọng nhất thì lại quên cho anh em, được chưa? Thì cái KIC bước 1 thì ở video bạn em mình có nói rồi, mình có hướng dẫn anh em rồi. Anh em mà gửi cái UID của cái thằng sàn OKX, với điều kiện anh em đã KIC cái thằng sàn OKX nhá. KIC cũng khá đơn giản thôi. Anh em chưa làm thì anh em làm. Bước 1 thì KIC này nhá. Bây giờ đến bước 2 này, anh em có thể thấy cái dòng chữ đang chạy chạy đúng không ạ? Đấy. Thì anh em tìm cái tự cụm từ là từ từ nó nhảy á. Đấy. Đây, KIC AVKC bắt 2 đây, được chưa? Thế nó chuyển đến cái giao diện như thế này, được chưa? Kích cầu phần chia sẻ đây, cái này thì làm nhiệm vụ cũng đơn giản thôi, đăng tweet lên Twitter thôi. Kích cầu phần chia sẻ để chuyển ứng dụng này, kích cầu bài đăng cho mình này, rồi kích cầu phần áp dụng cho mình này, rồi kích cầu phần đăng này, đó, áp dụng này, rồi thì nó hiện lên cái giao diện như vậy, được chưa? Nó hiện một cái giao diện như vậy thì theo mình hiểu ấy thì nó nói là người dùng có thể nhận được 30% tổng số dư trong lần phát hành mã thông báo, tùy thuộc vào mức điểm KIC, tức là KIC bước 1 thì anh em có thể là nhận được nhiều và KIC hai thì anh em có thể nhận nhiều. Dạ, nói tóm lại nói chung là như thế, anh em có thể đọc này. Còn mình hiểu đâu là nó sẽ gửi cái token ấy, gửi cái thằng AVVA này và hai cái địa chỉ. Dạ, một là địa chỉ cái thằng OKX UID, thằng sàn OKX ấy, mà nó gửi về sàn cho anh em. Hai là nó sẽ hôm 19 tháng 12 sẽ nó sẽ gửi về cái thằng Wallet. Wallet đó là có nghĩa là cái thằng mà cái địa chỉ ví Arbitrum on mà anh em đã min cái NFT, mà mình có video hướng dẫn anh em min để min cái NFT mạng Arbitrum ấy, ETH Arbitrum ấy. Thì theo mình thì thôi kích vào cái nó gửi về sàn OKX cho nó yên tâm, chứ về ví nó không 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 đảm bảo mấy, được chưa? Đấy, còn ai mà thích gửi về ví thì có thể kích vào phần ví, còn mình gửi về sàn này, được chưa? Rồi kích vào phần áp dụng cho mình để anh em đọc thêm thì có thể đọc nhá, được chưa?